Lâu nay nhiều người biết đến Bình Thuận nhờ có thương hiệu trái thanh long, nhưng mà ít ai biết nơi đây còn có thể trồng được kiệu rất là ngon. Và nếu như so với kiệu ở các vùng khác như là ở Đồng Tháp thì không biết là kiệu ở đây nó ngon, nó khác nhau như thế nào vậy Núc? Vâng, cô Hai và quý khán giả và bà con có biết không, so với các địa phương khác thì Sơn Mỹ là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây kiệu với lợi thế là đất cát vàm. Khí hậu ở đây thì nó cũng thích hợp với kiệu Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận. Được đánh giá là ngon, củ thì trắng, giòn, thu hút nhiều thương lái tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu đến để mà đặt hàng. Nhiều năm nay thì bà con nông dân ở Sơn Mỹ đều có cái khoản thu nhập ổn định, khá giả hơn từ cái nghề trồng kiệu Tết. Thời điểm này thì người dân trồng kiệu đang tất bật với các công đoạn chăm sóc cho mùa kiệu Tết 2019. Chuẩn bị củ kiệu phục vụ thị trường Tết 2019, ngay từ giữa tháng 8 âm lịch, bà con nông dân ở xã Sơn Mỹ đã xuống giống kiệu Tết trên những chân đất vườn với tổng diện tích gần 120 hectare, tăng hơn 70 hectare so với cùng kỳ. Trước đây, chỉ có trên địa bàn thôn 3 trồng kiệu, nay đã mở rộng diện tích trên toàn địa bàn xã. Nếu chăm sóc tốt thì 1 hectare kiệu có thể mang về lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Đến thời điểm này, theo bà con cho biết, kiệu đang bị sâu bệnh trên một số khu vực và diện tích tăng cao nên bà con rất lo lắng cho đầu ra của kiệu Tết năm nay. Dù vậy, nông dân trồng kiệu vẫn hy vọng vào một vụ mùa bội thu.